các bạn xem kèo này hạng nặng luôn, hạng nặng lên các bạn. Tại vì có Đại Lâm giới thiệu cho các bạn nghe nha. Bên kia nhìn các bạn nhìn thấy Mr. Rao cao bên kia không? Nón đỏ, từng tập đội quân đồng 4 nha, chung với Đặng Long Kiếm. Mà từ lúc mà nó vô quân đồng 4 xong là đội quân đồng 4 giải nghệ luôn á. Ok man, vô. Ba ba. Ông này gì nữa đây ông nội? Cái gì vậy? Trời ơi. Ba này quýnh ba nữa luôn, anh cắp em quýnh đi. Em thấy Lâm luôn được gì đâu. Cắp em vô có dám không? Ủa anh cắp em có dám không? Anh về quay tại đội vào luôn đi. Chở vô YouTube đi. Bên kia có Mr. Rao cao mét 9 mà. Vô quân 4 xong quân 4 giải nghệ luôn. Cái bánh nó dính, cậu nó chặt anh ấy. Cậu anh ấy. 50 buôn. 2 bờ, 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 2 bờ,
con nuôi. Ui con này. Ôi cơm. Đủ quá quanh thôn phơi mấy triệu luôn đất đi kìa. Tôi bị rắc á. Bị mẹ nó có 2 điểm à. Tôi có 6 ngày. Anh này dưới mà ôi phê chứ gì cô. Lúc nào ta trộn vô điểm à. Vậy anh quay, anh quay. Đi luôn. Không điểm ăn anh. Ăn xong rồi tới 2 điểm ăn xong anh chạy luôn. Anh đéo điện em nữa. Anh điện mà đéo em á. Dễ thôi, dễ thôi. Chào quá. Đúng rồi. Điện bữa mà kêu qua đó, mày qua đâu. Đúng không? Qua đó. Giờ có tiền qua. Qua trong cái tù em. Năm bảy. Anh không đi hàng với thiện hả? Mấy giờ? Sáu bảy. Rồi lấy hàng rồi đó hả? Đi dụ má tới 10 giờ mới về tới nhà. Nãy à. Qua cái nó không có lệnh đi. Sợ vô. Suy nghĩ rồi. Quý mình tới cái số liền. Thôi chủ anh nhớ muốn gặp không? Ờ đi không có đường về luôn đó. Đấy. Đấy hay lắm. Sao nó không quyết chứ. Sao cũng muốn dắt qua đi không à. Đó. 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 Uống nước cao này đi hút thuốc là không hết nha. Bên ông mình lấy tiền. Đi nhà mà xấu xấu về trời đâu ăn cơm mới về về đi thử đi qua đi thử đi không nói đi cho ăn cứ là 600 ngàn rồi chứ không nào cũng được rồi tôi chạy đó trả nhà đem về đây trả nè biết rồi đem về nhà trả ông có đâu cô đây nè ông có phải ông có cô như vậy anh không có cho lộn cái gì cho định đi đó đây đây ông có đâu như mình anh thật sự cái đại tổ điện tới vậy ông có anh không có xe đó bắt tôi là bắt từ trái kia không rồi em không bị bắt mà anh em có bị bắt mà lại sao mà bị bắt thằng đó mày có phải là muốn chạy cái này rồi không đâu tao bỏ mà tao bỏ nó cô thì bỏ không có cái gì không bỏ em chạy chạy nó đã nó tăng gan ở đây là tăng gan không đâu quá ở đây ở đây tăng gan đúng không mày làm như miền Tây vậy mấy bên miền Đông rồi bỏ qua chết đồng bỏ ủa bị bắt rồi nhưng mà chứ bắt gì không quên không bắt bỏ vô bỏ người khác dùng quên anh không quên anh quên đâu qua anh bỏ rồi giờ bỏ không biết đâu, ôi bao nhiêu gì mà sao trời ơi trời anh không có bao giờ như đâu anh không có bỏ như vậy sao không có thú cằn mày ê nói bậy sao nó thật ơi ơi giao mày làm gì cho nó thiệt mà rồi anh không có chọn chơi vậy anh chưa nghe đi hả anh không có chọn chơi vậy nha lớn rồi không được nha anh không bao giờ chỉ chơi miền Tây mày không bao giờ chơi mày mãi đâu ờ mấy ơi tay bánh anh bóp ra ngoài mà anh đâu có bậy bạ đâu dỗ gì có camera nè có camera men nè thì các bạn biết không tôi dân miền Tây bóp vú không à phải không quen à. Tốt quá đây đâu mà ra quá quá ngoài luôn. Ai bay đi ngủ mày bay đi ngủ chết cái bạn đi bỏ ngoài. Bỏ phải. Nhất điểm. Buồn như vậy. Thả bên đây. 8-1. Vô vô. Đúng rồi em nè, anh Nam ơi. Quá cơ. Nào đâu. Nào đâu. Từng miếng vô. Có kiếm cái đó. Có. Bảo đầu giờ vào. Đâu? Em đâu? Bảo bà. Bạn. Đó đâu? Bé đâu? Bé đâu? Bé đâu? Vô đây, vô đây. Trời ơi.
đây vô đây. Trời ơi. Nè cũng ăn bê luôn nghe vô nhậu sớm luôn nha. Trời ơi trời, đúng là thằng cu năm tập quân là 4 giải nghệ phải rồi, là lưới nó không biết quýnh bành ok.